Em đang ở siêu shop 80 mao câu thao fish. Mà bắt lòng miết rồi. Chuyện này quá bắt lòng rồi. Thao fish tối cả luôn bắt lòng rồi. Quá trời luôn. Giờ đang kéo lên. Kéo lên ở đây là đã 1000 feet deep á. Đấy. 85 mét nữa. 78, 77, 76. Câu sao phiếp cho hồi tối đi câu tư nào. Wow, có dịch rồi. Có dịch không cần luôn rồi. Đáy là khoảng 420 mét á. 420 mét. Ồ, đứng mãi luôn càng. Ghê không càng? Kìa. Đứng mãi luôn rồi. Mới chưa chỉnh thẳng thêm á. Đúng luôn rồi. Có gì không? Kéo lên coi. Ây cha. Ây cha. Ây da. Wow. Dưới cái que mày chứ. Dưới cái que à. À, mày dở cái dây ra Cường ơi. Hả? À. Dưới dây que nè. Hàng gì em tưởng nó đứt ngoài đó chứ. Ok rồi bà con, đây là con là golden cowfish nha bà con. Golden là giống như là cá gạch á. Golden cow. Nó ở rất sâu, nó ở 1000. 1000 feet là 400 mấy mét nữa. Sâu dưới đáy biển. Golden cow. Ăn sushi hết ý luôn. Cho bà con ăn chít xoa luôn. Này này này, em cầm cái này nè. Em cầm cái này em bỏ qua. Rồi. Rồi kéo cái con lên hết. Rồi, ok. Bỏ nó ra. Một lần thì mình câu là 6, 5 lưỡi, 6 lưỡi. Câu mực.